Dạo gần đây chúng ta không còn xa lạ gì với hình ảnh của bà Hương. Liên tục những cuộc khẩu chiến đình đám, lý luận sắc bén, đanh thép, hùng hồn, gây rất nhiều sự chú ý trong cộng đồng. Trước kia đã nổi tiếng, nay còn nổi tiếng hơn nhờ sát cánh cùng bà Nguyễn Phương Hằng. Vặt trần trụi nhiều vấn đề gây bức xúc trong xã hội, đưa ra ánh sáng những bí mật động trời. Làm công chúng hết bất ngờ này, đến bất ngờ khác một cách choáng váng. Do bà Hương sở hữu một chất giọng khàng khàng đặc trưng cùng sự dí dỏm trong câu từ làm người nghe bị cuốn hút cảm thấy thú vị. Chưa biết ai đúng ai sai, điều đó phải chờ pháp luật điều tra làm rõ, nhưng qua cách bà Hương thể hiện chúng ta có vẻ thấy chân lý hình như hơi nghiêng về bà cũng như bà Nguyễn Phương Hằng. Đúng là, hai cao thủ võ lâm mà còn sát cánh cùng nhau chiến đấu thì ai chịu nổi. Bà Hương tên thật là Nguyễn Thị Thu Hương. Mọi người biết đến bà qua kênh Youtube với tên Ma Sơ Vui Vẻ, hiện tại có 180.000 người đăng ký. Fanpage của bà cũng có rất nhiều người theo dõi, bà Nguyễn Thị Thu Hương là tác giả của cuốn sách nổi tiếng có tên là Hành Trình Sương Thủy Tinh ý nghĩa nhân văn và cảm động mà chính bà và người con trai là nhân vật chính cuốn sách tự kể lại những chuỗi ngày nghèo khổ và cay đắng luôn cố gắng làm lụng kiếm tiền để chữa trị cho người con trai bị mắc căn bệnh quái ác xương thủy tinh với ý chí vươn lên từ trong những bi kịch từ cuộc sống của hai mẹ con đã lấy đi không ít nước mắt và sự đồng cảm từ độc giả và hành trình xương thủy tinh như trở thành một cuốn sách truyền cảm hứng cho những ai luôn cảm thấy bi quan trong cuộc sống Quay trở lại vấn đề gần đây, bà cũng chính là người gửi đơn yêu cầu Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đối với Hoài Linh sau lùm xùm tiền từ thiện 14 tỷ cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung tháng 11 năm 2020. Cùng với sự đụng và chạm đến rất nhiều nghệ sĩ đình đám khác, qua đó không ít người thắc mắc và tò mò về gia thế của ma sơ vui vẻ này. Bà là ai? Mà can đảm và hùng hồn dám thách thức những người nổi tiếng, những người có địa vị trong xã hội bà là ai mà một mình dám đứng lên đòi công ý cho công chúng với thông tin không chính thống được lan truyền trên mạng xã hội gần đây nếu thật đúng như vậy thì bà hương không phải dạng tầm thường bà là cháu gái của hòa thượng thích thế long phó chủ tịch quốc hội khóa 7, phó chủ tịch phật giáo châu á vì hòa bình là con gái ủy viên đảng học trò của đại tướng cậu là trợ lý bộ trưởng bộ công an người dẫn quân mở cổng dinh độc lập giải phóng miền nam ông nội ông ngoại đều là chiến sĩ cách mạng hy sinh vì đất nước mẹ thì làm ở đài pát thanh hồi đó anh trai thứ nhất là đại tá bộ chính trị cục không quân anh trai kế là giám đốc công an em gái thì làm ở bộ ngoại giao chú ruột làm tổng giám đốc bà là nhà ngoại giao nhà báo cao cấp quan hệ mật thiết với tứ trụ mẹ việt nam anh hùng Kiến thức thì huyên bác thâm sâu, đã bị mổ bướu ba lần, và một lần độ quỵ, nên giọng hơi khẳng. Người nào đụng đến bà Nguyễn Thị Thu Hương là xác định nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất chân thành cảm ơn.